Bah. Cái nhà này không đi được á, đi á, đi đi lại lại cái hay đó. Anh ơi, cho chị nữa.
tiền quang bỏ đấy. Giờ là đi đến khác rồi. Bảo hiểm vào. Đi xe phừ đấy, xong dừng ngay lại đấy. Chịu ăn nó cho chó ăn được máu. Thông nó vượt chứ gì nữa. Tiền con đấy.
nhớ là em có loại cân 7-8 lạng đấy, cân đấy. Anh ơi, em có biết tìm cái này bao tiền? Cần cân nhé. Em gửi tiền. Cân thì phải cần 300 một con. Em tính 300. Đi lên bao tiền nhỉ? Đúng là cân tầm 300. 300.